Xin chào cô bác anh chị các bạn. Trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Thì hôm nay mua được chiếc xuồng. Chiếc xuồng này cũng được nhờ người anh ở nước Úc, ở Melbourne nước Úc hỗ trợ cho Sơn mua chiếc xuồng. Chiếc xuồng để anh em mình đi làm clip cho nó tiện lợi, dễ săn bắt nữa. Thì có dịch quay, dịch mình quay miên con thì YouTube không cho phép quay miên con, mình gặp quay sơ sơ thôi. Đây dịch này dịch quay mình mua về để cho mấy anh em ăn, thì cũng phụ giúp mình sửa sang chiếc xuồng lại. Cái này mình chặt ra mình đem xuống chỗ mấy anh em sửa chiếc xuồng ăn. Cái chỗ đó thì mình đỡ chiếc quá, không có đồ để chặt, mình chặt sẵn ở nhà. Dịch chắc là màu ốp rất đẹp luôn. Dịch này mình đi từ huyện mình mua, từ chỗ mình ở nhà mình lên tới chỗ mua dịch này 7 cây số. Đây xuồng mấy anh em đẩy về luôn, xuồng chạy trên lộ luôn. Thôi đi xong rồi. Cái xuồng này mình đem về nhà, cái mướn thợ mọc lại sửa sang lại chút rồi mới cho Hà Thủy đẩy. Nãy giờ hơn cây số ba anh em đẩy, thở hào hển. Cái xuồng này mình đem đi tới nhà rồi. Để cái xuồng này mình mua 2,5 triệu. Cái xuồng này người ta đi giăng lưới giăng cá rồi, giờ người ta chán người ta bỏ rồi bán lại cho mình mua 2,5 triệu. Thì cũng rồi xong rồi nhờ anh thợ mộc anh sửa sang lại rồi xong mới cho Hà Thủy. Rồi ông định bao nhiêu ngày nữa ông qua giải quyết cái xuồng này cho tôi. Đấy nữa vài bữa đó. Rồi hai cái trường hợp rồi cái để biết không được ngày để ta cúng kiến là Hà Thủy nha. Bây giờ cho ông Tần nữa rồi Hà đóng cho lửa ngày để cúng anh ba ở đồng với hả chạy máy đuôi mà thấy xuồng thứ hai đừng tới nha, để cho người ta biết. Rồi bây giờ nhắc đây anh em mình nhậu đi anh Sơn. Gì? Anh ba ảnh bươi ruộng chưa xong nữa, thấy xuồng muốn bỏ bươi muốn xuống sông hết, muốn lên ruộng hả? Cái gì cũng phải mình nó tranh thủ mình phải làm đủ ngày không lại bữa à. Cái không là bởi bởi mình thay có cây đó gì vậy là dầu mày lấy gì mày quét lên rồi. Dầu đấy em vừa quét liền. Cho nó khô em giờ em rửa sạch lên trà hết ngon cho quét tự nhiên quét không không làm gì đứng dưới anh giờ đem về đây thì thôi đợi em tự quét để mai một mốt em quét. Cái xuồng cũng hoành tráng nè. Mình cũng xin đại diện hết mấy anh em trong này với chú tổng mời cô bác anh chị các bạn ăn dịch quay với mấy chú cháu mình với mấy anh em mình nha. Rồi vô. Rồi mở cái nhà nha. Mình cũng nhờ mấy anh mấy chú bơi chiếc xuồng lên. Nên ra giờ cũng làm sương sương chút cho nó tam có bầu. Em cũng cảm ơn anh Kiệt ở Úc đã tài trợ em chiếc xuồng. Em xin mời anh nha. Ăn dịch quay với em. Ăn này. Ăn đó anh. Chơi miếng. Phụ lên chiếc ghe mệt quá, nực quá, ở chằn luôn không sao. Mát, hết rồi.
mình cũng giới thiệu, đây là anh Bụt Cọt. Hồi trước là cũng thường xuyên đi quay clip với mình ở bên kênh hồi xưa. Đây là chú Bảy, giới thiệu là chú Bảy đó, anh Bụt Ngọt. Nhà này nhà của chú Tấn. Bình đã rồi. Chú Tấn đi cho heo ăn rồi, chú Siêu lên. Ăn rồi chú. Ăn đi. Ăn bánh mì đó ngọt. Ăn ngon từ từ. Ăn từ từ hả? Nộp quá ăn. Nè cái lòng này nó có mời không ta? Nó có mời nè, nó có mời nè, mời nó ngọt. Để đi, từ từ. Cái mời luôn á. Này gì đây cha, này ngon nè. Xé cái mời ra. Đó là người đang ăn nguyên cái luôn đi. Cái mời á. Ăn cái đi. Ừ, xé cái chi. Bột ngọt cầm thử cái bột ngọt cái mời đi. Còn thử cho nó chú Bảy anh Hai vậy nè, khô câu nè. Đó. Rồi vô. Mời cả nhà nha. Vô. Dành riêng cho cái này là thứ hai đừng có mặt nha. Ờ nó giúp cho ăn ngọt để thời khiên ngọt ngại. Thôi để đi. Ê, thôi đừng mà đừng có ngại. Thôi đừng mà đừng xấu cái gì vô. Đây có cái phao câu nhường chú Bảy đây hả chú Bảy? Đây phao câu. Còn anh em tụi con thì nhưng mà ăn mỗi ngày thôi. Vô. 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 Ăn mà là ngon quá, không có kịp bỏ đồ hết luôn. Không có kịp bỏ đồ hết. Không thì quay nó quay ăn ngon anh. Ok em mua cái kim hủ á, quay ăn khô ăn ngon. Thấy cái mè phải uống liền thì bóc luôn. Ừ. Ừ. Ăn ngon quá. Còn miếng dưa chua nó mới đúng. Đúng rồi. Quá đã. Quá sợ đã luôn. Cái dịch quay này nó mềm, nó còn ướt. Còn người gì quay cái nó khô quá không ngon. Ừ. Lại nó quay dịch im á. Ừ. Ngon. Giờ mua trong cái củ cua gà á. Ờ, cái củ quá ngon. Cua teo, dịch luôn. Khô quá mất ngon. Ừ. Khô quá. Nó đâu còn cái mắt, nó đâu còn cái trắng nữa. Đúng rồi. Không còn cái béo gì nữa. Quá khô. Kẹp bánh mì vô ăn cho nó đỡ đói lên thôi. Sẵn bây giờ có đói không? Có đói gì đâu đói. Thấy vậy chứ đẩy giờ mệt lắm anh. Đẩy thì không có đói gì đâu đói. Dịch đâu mà. Dịch. Thôi vô chú bé vô anh ơi. Vô anh hai. Đấy vô. Vô cái cho nó mát đi. Vô bút không cục, bút một chai á. Cái lạ. Mới làm một chai rồi hả? Một chai rồi, muốn chai thứ hai á. Ủa dữ vậy. Nó đã, nó khác á. Đồ khác nữa cái gì? Không lẽ lấn nặng tiền nhẹ quá mà hả? Ăn uống sao không? Tôi nhận đại tử, chai lỏng. Lỏng. Nhận đại tử chai lỏng thôi. Mua cả sáng nó chưa chai đã gì đâu. Sướng không? Ừ. Thôi kêu ăn bánh mì cho ăn được. Ừ. Ăn chài rồi. Ăn trước luôn rồi. Hai chai chưa hết nữa mà hai chai là lỗi gì nữa mà bánh mì. Để làm khác ha. Ý là lại là uống bao nước đá đã rồi phải không? Ừ. Mà gì lại còn khác nước vậy đó hả? Nước đá đâu đã khác bằng bia. Mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình. Mình cũng xin chúc cho cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.